Biết đi đúng đường, năm em có thể trở thành ngôi sao hài nữ số 1 Sài Gòn. Năm em đang chứng minh một điều, cô là hiện tượng hiếm gặp nhất của làng giải trí. Cá tính hay quái dị? Ranh giới giữa cá tính và quái dị ở năm em không hề mong manh một chút nào. Phần lớn khán giả đều rất khó lòng đồng ý với nhận định cá tính về cô. Đơn giản là bởi những gì cô thể hiện đã vượt quá, xa khỏi phạm trù cá tính hay độc đáo. Công bằng mà nói, năm em khá tỉnh táo khi đưa ra nhận định. Tôi không làm gì sai trái cả. Xét về mặt luật pháp thì phần lớn các hành động của cô đều không hề vi phạm. Có điều với một người nổi tiếng hoạt động trong làng giải trí thì cái ngưỡng không phạm pháp đó không bao giờ đủ. Cứ nhìn cách đồng nghiệp, nhãn hàng và cả những người trong showbiz đón nhận sự khác biệt của cô, người ta sẽ hiểu ra rất nhiều điều. Từ một người đẹp được săn đón trong showbiz, giờ đây năm em gần như mất tích khỏi các sự kiện rầm rộ của làng giải trí. Ngoài một nhãn hàng hiếm hoi tận dụng sự khác biệt của năm em để làm quảng cáo với nội dung sốc độc, chẳng mấy thương hiệu dù lớn hay nhỏ mặn mà với phong cách của cô. Rõ ràng sự lạnh nhạt đó đã nói lên rằng cá tính của năm em không mấy phù hợp đối với nghề nghiệp cô chọn lựa. Từng là gương mặt quen thuộc tại các game show, chương trình giải trí, nhưng hiện tại thì showbiz Việt đang khá hờ hững với năm em. Ngay tới những game show truyền hình vốn ưu tiên những điều lạ lẫm gây sốc, cũng dường như quên mất năm em. Cái ngưỡng độc của cô đã vượt quá giới hạn của những chiêu trò showbiz, và thành thật mà nói, nhà sản xuất nào cũng phải nghĩ tới hậu quả trước hiệu quả nếu muốn làm việc cùng cô. Những lĩnh vực liên quan như thời trang, làm đẹp, mỹ phẩm lại càng thờ ơ với cụ Hoa Khôi một thời. Câu view ư, năm em thừa sức. Có điều cô có câu được gì tích cực hay chỉ toàn là những phản ứng trái chiều thì chỉ có trời mới biết. Làng hài sẽ giang tay chào đón năm em. Một cách nghiêm túc, diễn hài đang là lựa chọn phù hợp nhất đối với năm em. Khả năng gây cười của cô đã được chứng minh qua vô số clip tự quay, dù mục đích ban đầu của nó không hẳn là chọc cười thiên hạ. Khi mà làng hài Việt luôn thiếu vắng lối diễn xuất độc đáo, những chiêu thức mang niềm vui tới cho người xem thì năm em có thể là một lựa chọn không tồi. Quan trọng hơn, nếu cô diễn hài, chẳng ai có thể đánh giá hay chỉ trích cô như cách người ta vẫn thường thực hiện. Quay clip làm trò phô nghĩ, biểu diễn những hành động khó lý giải, phát ngôn những điều cao siêu nực cười, tất cả chúng thậm chí còn có thể được gọi là thành công nếu như chúng khiến khán giả bật cười. Chẳng phải năm em vẫn thường xuyên làm được điều đó trong quá khứ và hiện tại. Trong những phát biểu của mình, năm em luôn nhấn mạnh mong muốn đóng góp điều gì đó cho cộng đồng, cho xã hội. Vậy thì cô hoàn toàn có thể cống hiến ngay khả năng thiên phú vào việc mang tới những phút giây vui vẻ cho mọi người. Dù sao khi diễn hài có mấy người quan tâm tới việc đó hài lố hay hài nhảm. Chỉ xét riêng về biểu cảm ngộ nghĩnh, năm em đã có kha khá phần trăm thành công nếu lấn sân làng hài Việt. Nhìn cách cô nháy mắt chu môi và gật gù trước ống kính, khói người đã phải bật cười thành tiếng. Nếu đầu tư chỉnh chu hơn, có kịch bản và ekip hỗ trợ đàng hoàng, biết đâu đấy cô còn trở thành một Mr. Bean phiên bản nữ của showbiz Việt, một cây hài nữ số 1 Sài Gòn. Gã danh hài người Anh chẳng phải luôn chọc cười thiên hạ bằng một biểu cảm bất thường và ngốc hay sao? Hậu scandal tình ái Cát Kiều, mẹ Tuệ đổi tên phim Cát Phượng khóc nức nở, kể chuyện ngủ riêng giường với Kiều Minh Tuấn. Vừa qua, bộ phim Hạnh Phúc Của Mẹ đã ra mắt giới truyền thông với sự góp mặt của hai tên tuổi gây bão là Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn. Bộ phim Hạnh Phúc Của Mẹ còn có tên ban đầu là Mẹ Tuệ, sau thời gian dài hoãn chiếu đã chính thức ra mắt khán giả. Đáng lẽ bộ phim đã ra mắt vào trước Tết Nguyên Đán vừa qua, nhưng do scandal tình ái của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng nên ekip quyết định tránh bão để khán giả có cái nhìn công tâm dành cho phim. Riêng việc nói về chuyện đổi tên từ Mẹ Tuệ sang Hạnh Phúc Của Mẹ, đạo diễn Huỳnh Đông cho biết không phải do muốn tránh né điều gì, mà bởi phim được chiếu vào dịp 8 tháng 3 nên cái tên ban đầu là Mẹ Tuệ chưa bao quát hết ý nghĩa của bộ phim. Ekip quyết định đổi tên thành Hạnh Phúc Của Người Mẹ Tên Tuệ, tuy nhiên vì quá dài nên cuối cùng phải rút ngắn thành Hạnh Phúc Của Mẹ, như một món quà ý nghĩa dành cho phụ nữ và gia đình trong ngày đặc biệt 8 tháng 3. Sau khi xem phim, Cát Phượng đã bật khóc nức nở, cô không thể kiềm chế xúc động, kể cả khi trả lời câu hỏi của giới truyền thông. Nữ nghệ sĩ tâm sự, tôi là người rất dễ cười, dễ khóc. Tôi coi phim như là một khán giả, chứ không phải là xem chính mình, cảm xúc nó tới thì nước mắt tuôn ra. Nói về việc hai người yêu nhau hợp tác trên phim sẽ gặp khó khăn ở khía cạnh chai cảm xúc, Kiều Minh Tuấn thẳng thắn, mình hạn chế gần nhau nhất có thể. Kể cả ngoài đời, Tuấn cũng ít khi nào xuất hiện. Sau khi quay xong, Tuấn cũng về khách sạn chứ không ở thêm. Cát Phượng tiếp lời, về khách sạn ông Tuấn ngủ giường riêng, tôi tự hỏi sao kỳ vậy ta. Trước khi vô phim ông ấy cũng ngủ giường riêng, tôi cũng thấy kỳ, tôi bắt đầu giận. Ông Tuấn mới giải thích là mình phải tách nhau ra đi để có cảm xúc để diễn, chứ gần nhau hoài chai cảm xúc. Ngay ở hiện trường chúng tôi cũng như hai người xa lạ,
ông Tuấn nói vậy, mình thấy đúng hơn vì gặp nhau hoài, tại mình bị quen mặt, bị chai nên tôi cảm ơn ổng vì vấn đề này. Ở những cảnh cảm xúc nhìn ông Tuấn là nước mắt tôi tự nhiên ứa ra, lúc đó là nhân vật của tôi nhìn nhân vật của Kiều Minh Tuấn, không phải tôi đang nhìn ông Tuấn nữa. Lê Phương bầu lần hai được chồng trẻ cưng hết mức, nhìn thời mang thai với Quách Ngọc Hoang mà thương. Đúng là khổ tận cam lai, nhìn cuộc sống của Lê Phương bây giờ ai cũng mừng thay cho cô. Sau một năm 2018 đại thành công trong sự nghiệp, đầu năm nay Lê Phương tiếp tục đón nhận niềm vui lớn khi được làm mẹ lần hai. Nữ diễn viên chính thức thông báo tin mang bầu em bé đầu tiên với ông xã Trung Kiên vào cuối tháng 1 vừa qua. Dù tiết lộ bản thân bị ốm nghén, khó ăn, tròn ú, qua những bức hình gần đây được người đẹp chia sẻ, có thể thấy mẹ bầu vẫn cực xinh đẹp, tươi vui và cực hạnh phúc vì được ông chồng cưng như trứng mỏng. Chẳng phải nói đâu xa, chỉ cần nhìn những bức ảnh mà Lê Phương chia sẻ trên Facebook là đủ hiểu cô được ông xã Trung Kiên cưng chiều thế nào. Hơn nữa, lúc nào xuất hiện bên chồng cô cũng nở nụ cười rất tươi tắn và tự tin, khác hẳn với thời mang bầu với Quách Ngọc Hoang. Lê Phương hạnh phúc bên chồng trẻ. Bình thường đã được cưng chiều, có bầu Lê Phương còn được chồng chiều hơn. Nữ diễn viên rất hạnh phúc, lúc nào cũng phơi phới tươi cười. Chồng của Lê Phương rất tâm lý. Lê Phương còn được chồng tặng những món quà ý nghĩa. Thậm chí việc nấu nướng, chồng cô cũng dành phần. Còn nhớ cuộc sống của Lê Phương khi sống với chồng cũ Quách Ngọc Hoang gặp rất nhiều trắc trở. Lúc hai người yêu nhau cũng không hề tiết lộ, đến lúc có bầu, tổ chức đám cưới đến nơi mà Quách Ngọc Hoang vẫn một mực phủ nhận. Lúc ấy khán giả cảm thấy thương và xót xa cho nữ diễn viên bởi Quách Ngọc Hoang nổi tiếng là người đào hoa. Tưởng đám cưới theo thông lệ có thể giúp Lê Phương trói được Quách Ngọc Hoang, nhưng thực tế thì chẳng được như vậy. Sống với nhau được khoảng 2 năm thì Quách Ngọc Hoang và Lê Phương ly hôn, lúc đó đã có những lời đấu tố qua lại chẳng hay ho chút nào giữa cả hai. Và còn nhớ lúc Lê Phương mang bầu con gái đầu lòng thì cô cũng không được chiều chuộng như bây giờ. Có thể thấy khi ấy Lê Phương thay vì được chăm sóc thì cô lại phải chăm sóc cho Quách Ngọc Hoang, gương mặt rất thiếu tự tin và hay cười gượng. Ngoài ra chỉ có Lê Phương là người thể hiện tình cảm, còn Quách Ngọc Hoang lại tỏ ra khá thờ ơ. Lúc Lê Phương có bầu và chuẩn bị cưới lần đầu còn bị Quách Ngọc Hoang phủ nhận. Lê Phương toàn là người chủ động thể hiện tình cảm như ôm ấp, cầm tay, còn Quách Ngọc Hoang khá thờ ơ. Thay vì được chồng chăm sóc, cô còn phải chăm sóc Quách Ngọc Hoang nữa. Đi sự kiện cùng Lê Phương còn phải cầm áo cho chồng, thậm chí ngồi thui thủi như thế này đây. Đi với Quách Ngọc Hoang, Lê Phương thường hay lẻo đẻo phía sau, đôi mắt thiếu tự tin và đầy e dè. Thời kỳ có bầu với Quách Ngọc Hoang, cô cũng chẳng đăng ảnh, có bức ảnh duy nhất chụp với mẹ được cô chia sẻ. Chúng huyền thanh đệ song sinh nhưng vẫn thua mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất Việt Nam. Làm mẹ ở tuổi đôi mươi, chúng huyền thanh và hai mỹ nhân sinh năm 1997 gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp lúc bầu bì và nuôi con. Lập gia đình khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhiều mỹ nhân như chúng huyền thanh gây bao tiếc nuối cho người hâm mộ sau khi lên xe hoa. Người đẹp chuyên tâm chăm sóc con nhỏ vun vén gia đình, tuy còn bỡ ngỡ với thiên chức mới, nhưng chúng huyền thanh và hai bà mẹ sinh năm 1997 vẫn gây ngưỡng mộ bởi gương mặt xinh đẹp. Ngay từ khi còn mang bầu bé Joy, chúng huyền thanh đã khiến nhiều người ngỡ ngàng với thân hình thon gọn, yêu kiều, khó tin. Ngoại trừ vòng hai tròn xoe, người đẹp vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và nhanh nhẹn. Bà bầu sinh năm 1997 nổi bật với thần thái tươi sáng đầy sức sống. Khi con trai ra đời, chúng huyền thanh bắt tay vào hành trình giảm cân, lấy lại dáng chuẩn như thời còn son rỗi. Bé Joy đầy tuổi, mỹ nhân Hải Phòng cũng lấy lại sắc và ngày càng xinh đẹp hơn xưa. Bằng tuổi chúng huyền thanh, Trần Tố Như cũng sở hữu nhan sắc nổi bật dù đang mang bầu. Không phải ai khác, cô nàng chính là mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Từng là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chiếc vương miện, nhưng Trần Tố Như chỉ dừng lại ở top 10, khiến nhiều người hâm mộ khá tiếc nuối. Hồi tháng 10, người đẹp bất ngờ công khai thông tin cô sẽ lên xe hoa cùng chú rể Trần Trung Hiếu, một hot boy của Học viện Cảnh sát. Cũng như cô bạn cùng tuổi, Trần Tú Như là một bà bầu cực xinh đẹp với gương mặt sáng như trăng rằm và nụ cười tươi tắn. Mang thai gần 8 tháng, cô nàng vẫn rất nhanh nhẹn và gọn gàng. Sinh năm 1997, nhưng diễn viên trẻ Đỗ Hà Anh đã có cả chục năm hoạt động nghệ thuật với gia tài là các vai diễn trong loạt phim truyền hình Chàng trai đa cảm, Nhà có nhiều cửa sổ, Lập trình trái tim, Bánh đúc có xương. Sau nhí một thời tốt nghiệp lớn chuyên văn trường Trung học phổ thông Hà Nội, và đang theo học khoa luật chất lượng cao, Đại học Luật Hà Nội.
Năm 2013, Hà Anh đồng thời đăng quang ngôi vị quán quân cuộc thi Nét đẹp Tràng An 2013 và Duyên dáng Hà Thành 2013. Là một sinh viên giỏi, một diễn viên đầy triển vọng, một hot girl có tiếng, nhưng Hà Anh bất ngờ lên xe hoa ở tuổi 21. Đám cưới của hoa khôi Duyên dáng Hà Thành diễn ra hồi tháng 7/2018. Chỉ sau 3 tháng cưới, Hà Anh đã hạnh phúc tiết lộ cô đang mang bầu con đầu lòng trong khi vẫn đang là sinh viên. Bà bầu Hà Anh gây ngỡ ngàng với vẻ ngoài trẻ trung như thiếu nữ. Nếu chỉ nhìn ảnh chân dung, ít người biết cô nàng đang là một bà bầu. Hiện tại Hà Anh đã sinh con gái, cô cũng đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng chuẩn như thời son rỗi.